Thưa quý vị và các bạn, những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được Công an tỉnh Sơn La trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng theo đề án nuôi em với sự tham gia của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã triển khai các việc làm cụ thể phù hợp với thực tiễn công tác, chiến đấu của từng đơn vị, tạo sức lan tỏa tích cực trong cán bộ chiến sĩ và nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Qua đó phát huy tính chủ động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện chung sức cùng cộng đồng của các cán bộ chiến sĩ, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng dân, vì nhân dân phục vụ. Triển khai từ năm 2021, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức chăm sóc nuôi dưỡng tại Công an tỉnh 23 cháu. Song song với đó, Công an tỉnh Sơn La đã ban hành đề án tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La, đồng thời thành lập ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng ban. Nhìn thấy những cái hoàn cảnh gia đình, những cái cháu nhỏ như thế rất là đáng thương. Chúng tôi chỉ có suy nghĩ là các cháu như là con của mình. Nhìn thấy con của mình được sống trong che chở, chăm sóc trong vòng tay của bố mẹ. Thế còn các cháu thì không có ai để chăm sóc cả. Chỉ có trông chờ vào xã hội và những người xung quanh, chính quyền địa phương thôi. Thế thì với cái trách nhiệm là chúng tôi muốn chia sẻ, giúp đỡ và chúng tôi muốn để cho các cái cháu sau này được học hành và trở thành cái công dân có ích cho xã hội. Thì chính vì thế là chúng tôi nghĩ rằng là cần thiết phải đưa các cháu về Công an tỉnh để nuôi dưỡng, để chăm sóc. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng hậu cần tiến hành sửa chữa, nâng cấp nhà ở, phòng ăn, phòng sinh hoạt chung và các công trình phụ trợ, đủ điều kiện cho việc ăn, nghỉ, sinh hoạt, học tập, vui chơi giải trí cho 23 cháu tại trụ sở Phòng Cảnh sát Cơ động bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng bố trí, bổ sung cán bộ nấu ăn, nuôi dưỡng, chăm sóc, đưa đón các cháu đi học tại các trường trên địa bàn. Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công an tỉnh phân công cán bộ đoàn viên, hội viên kèm cặp các cháu học thêm vào các buổi tối. Định kỳ hàng tháng, Bệnh xá Công an tỉnh tổ chức thăm khám sức khỏe, chủ động công tác phòng ngừa dịch bệnh thường xuyên cho các cháu. Tính tới thời điểm hiện tại, sau hơn 2 năm được Công an tỉnh Sơn La nhận chăm sóc nuôi dưỡng, bố trí học tập, 23 cháu được đảm bảo các điều kiện sinh hoạt và học tập tốt nhất. Các cháu đến trường đều ngoan ngoãn, khỏe mạnh, sinh hoạt nề nếp, tích cực rèn luyện, nỗ lực, cố gắng. Có thành tích học tập tiến bộ vượt bậc, hòa nhập tốt với các bạn cùng trang lứa ở trường học và môi trường sống có kỷ luật của lực lượng công an. Có ý thức vươn lên trong cuộc sống, rèn luyện, phấn đấu trở thành cháu ngoan, trò giỏi, được nhà trường, thầy cô ghi nhận, biểu dương. Trong năm học 2022-2023, 100% các cháu đều lên lớp. Nhiều cháu đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, học sinh giỏi. Cái việc mà chúng tôi đang làm ấy, mà đã nhận được cái sự ủng hộ, cái sự đồng hành của nhiều nhà hảo tâm như vậy, thì chúng tôi sẽ tiếp tục và đề nghị với lại các cấp có thẩm quyền là cho chúng tôi tiếp tục mở rộng cái mô hình này để làm sao ấy, với cái mong muốn là giúp đỡ được càng nhiều các cháu thì là càng tốt. Và như vậy thì sẽ có nhiều những cái mảnh đời khó khăn là sẽ được che chở giúp đỡ, rồi thì được nay mai có một cái tương lai, có thể là nói là có một cái tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn. Việc nhận nuôi chăm sóc các em nhỏ của Công an tỉnh Sơn La không chỉ là điểm tựa vững vàng để các em vững bước đi tới tương lai, mà còn thể hiện tình cảm đoàn kết của cán bộ chiến sĩ với đồng bào nơi dẻo cao Tây Bắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của Công an tỉnh Sơn La. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những phóng sự tiếp theo.